Thưa quý vị và các bạn, các nước ASEAN cần tăng cường xây dựng lòng tin, trao đổi thông tin giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia. Đó là những phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ khai mạc hội nghị bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 diễn ra ngày 26 tháng 11 vừa qua. Theo Thủ tướng từ đầu năm 2020 đến nay, các nước thành viên ASEAN đã phải trải qua những thời khắc vô cùng khó khăn, bị đe dọa bởi đại dịch và những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản bởi thiên tai, bão lũ, hạn hán. Những tiến bộ xã hội và thành quả kinh tế tích lũy được hàng thập kỷ có nguy cơ bị cuốn trôi và phải nhiều năm nữa để hồi phục. Trong bối cảnh muôn vàn khó khăn, tôi vui mừng nhận thấy bản sắc và tình đoàn kết, gắn bó, năng lực tự cường của cộng đồng ASEAN vẫn tiếp tục được duy trì và đề cao. Với trọng trách chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã đồng hành cùng các nước ASEAN, chủ động thích ứng, thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển, vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, cũng theo thủ tướng, vừa chống dịch, chúng ta lại phải đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm khác là tội phạm xuyên quốc gia, ngày càng gia tăng với nhiều hình thức, thủ đoạn mới và tinh vi. Khi các biện pháp chống dịch làm đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, góp phần làm phát sinh các loại tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng không gian mạng. Thực tế này đòi hỏi các nước ASEAN, đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp luật, cần phải tìm ra các giải pháp, phương hướng phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Thủ tướng cho biết, tôi đánh giá cao chủ đề Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14. ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng phòng chống tội phạm xuyên quốc gia do Bộ Công an Việt Nam đề xuất. Điều đó đã thể hiện cam kết và quyết tâm mạnh mẽ của bộ trưởng các nước ASEAN phụ trách lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và đóng góp vào duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Theo thủ tướng, năm 2020 sắp khép lại nhưng dịch bệnh và những mối đe dọa về an ninh vẫn còn tiếp diễn phức tạp. Để xây dựng một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, thủ tướng đề nghị một số ưu tiên sau. Một là tiếp tục gắn kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và tuyên bố Hà Nội về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau 2025, đặc biệt chú trọng xây dựng cộng đồng chính trị an ninh vững mạnh, qua đó khẳng định vai trò của Cơ chế Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong việc giải quyết các vấn đề tội phạm góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực, hay là tăng cường xây dựng lòng tin, trao đổi thông tin cấp cao giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN, không để các tổ chức cá nhân lợi dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia Ba là tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các nước ASEAN trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân ASEAN và ngăn chặn các bất ổn xã hội gây ra bởi tác động của đại dịch. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó có tội phạm xuyên quốc gia, phải chăng là một phép thử sức mạnh cộng đồng ASEAN, nhất là cộng đồng chính trị an ninh phải đoàn kết, khẳng định bản lĩnh, đưa con thuyền lớn ASEAN luôn vững tay lái, vượt qua những cơn gió ngược, tự tin tiến lên, thực hiện thành công mục tiêu tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025.